Hiệp xin chào tất cả các quý vị khán giả trên kênh YouTube Hiệp Thái Nguyên Vlog của Hiệp. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay rất là vui khi mà Hiệp được đón tiếp đó là anh Minh, là chủ kênh của Tiếng Gọi Tây Bắc, và đây là em Huyên. Anh Minh thì từ Lào Cai và vừa mới xuống đến đây, đến gia đình của nhà anh Nguyễn Văn Đoàn, mà là một hoàn cảnh mà anh Minh cũng đã chia sẻ và giúp đỡ anh Đoàn. Và ngày hôm nay thì cũng qua 9 tháng thì anh đã quay lại đây để thăm viếng gia đình cũng như là anh Đoàn. Thì anh Minh ơi, anh từ nhà là mấy giờ xuống đây? Anh đi từ 9 giờ sáng. 9 giờ sáng à? Xuống đây là khoảng tầm gần 6 tiếng ấy. Vâng. Thì cháu Minh cũng xin gửi lời chào đến toàn thể công các bà, cô chú và quý chị trên kênh Hiệp Thái Nguyên Vlog. Hôm nay thì cháu Minh lại quay trở lại về thăm gia đình em Đoàn, cũng như là ra để thắp cho em Đoàn nén nhang. Cái lúc mà cháu Minh giúp em Đoàn đến bây giờ là được 10 tháng rồi. Thì sau cái thời gian mà cháu Minh giúp em Đoàn thì lúc đó là em Đoàn cũng bị rất nặng rồi, nên là cháu Minh lại quay trở về Lào Cai. Thì về được 3 ngày thì em Đoàn mất, đến ngày hôm nay thì mới có thời gian. Và hôm nay cháu Minh về thì cũng đưa luôn là cả em Huyên là hoàn cảnh trên kênh của cháu Minh nữa. Thì hôm nay là em Hiệp cũng xuống đây chơi. Thì cháu Minh cũng rất mong là khi mà công các bà đang xem trên kênh của em Hiệp Thái Nguyên Vlog, và cũng rất mong là được công bà ủng hộ cho em để trên con đường em đi làm thiện nguyện giúp những hoàn cảnh khó khăn ở trên tỉnh Thái Nguyên. Vâng, cháu Minh xin cảm ơn ạ. Kênh của em thì nhỏ bé quá, em cũng có cái xu hướng rất là mong muốn làm như anh Minh, được mong muốn là được đi chia sẻ giúp đỡ tất cả những hoàn cảnh khó khăn. Thì trong quá trình thì em gặp gỡ anh thì em mong muốn là anh Minh sẽ giúp đỡ em những cái gì mà em không biết đấy, bởi vì em cũng bước chân vào nghề nên là cũng không nắm bắt được một cái gì cả, nên rất là mong muốn anh Minh sẽ hỗ trợ em trong quãng đường còn lại trong nghề YouTube để giúp đỡ người ấy. Thì em cũng mong muốn như vậy, nhưng mà ở dưới Thái Nguyên này thì cũng không có những YouTuber mà có thể hỗ trợ em được, nên là em cứ tự lực cánh sinh, nên là em rất là mong muốn là anh Minh sẽ giúp đỡ em. Công việc của Hiệp hiện tại là vẫn đang làm MC luôn. Em hiện tại em vẫn đang làm MC đám cưới. Em có tập trung làm về YouTube này nhiều không? Em bây giờ thì em cũng sẽ tập trung vào làm YouTube, bởi vì là em khu vực Thái Nguyên này cũng còn rất nhiều hoàn cảnh khó khăn đấy. Em cũng muốn là cái nhịp cầu nối để chia sẻ giúp đỡ những hoàn cảnh đó. Đối với những nghề như là làm YouTuber ấy, thì mình xác định làm YouTuber thì mình phải chịu khó chia sẻ về những cái hoàn cảnh khó khăn lên trên kênh ấy, để cho công bà xem, cũng như là để YouTube họ có thể đề xuất được cái kênh của mình đấy. Và thường xuyên chia sẻ như vậy thì em sẽ lan tỏa được nhiều hơn. Yeah. Mình mà thỉnh thoảng mình mới đăng thì nó hơi khó. Đấy, cố gắng lên. Vâng, đợt vừa rồi này thì em cũng do những cái công việc của em bây giờ em cũng rảnh rỗi rồi, thì em sẽ cố gắng tập trung vào làm một cách nghiêm túc nhất. Đúng rồi, mình cố gắng lên. Cháu Minh xin giới thiệu công các bà, quý vị ở trên kênh em Hiệp Thái Nguyên Vlog. Đây là hoàn cảnh của em Huyên, 22 tuổi. Em đi làm lái máy cầu, không may bị phóng điện nên là em bị bỏng cấp độ 4. Cháu Minh đang giúp trên kênh Tiếng Gọi Tây Bắc. Bây giờ Huyên cũng chào đến công các bà nhỉ, cô chú quý vị kênh của anh Hiệp Thái Nguyên Vlog. Vâng, cháu Huyên xin chào tất cả các ông các bà, các cô các chú và các anh các chị ạ. Nay thì anh Minh có đưa cháu về thăm nhà anh Đoàn, là hoàn cảnh cũ của anh. Đầu tiên đấy. Đầu tiên nhất của anh. Đúng rồi. Thì lên đây em có gặp anh Hiệp thì cũng được mở lời nói chuyện tâm sự với anh Hiệp, thì anh cũng mong làm sao để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, cố gắng anh ấy. Anh cũng sẽ cố gắng làm sao mà giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt. Dạ. Như anh cũng xem clip trên kênh của anh Minh rồi, cũng biết đến hoàn cảnh của Huyên thì cũng thương. Anh cũng chỉ biết gửi cái lời hỏi thăm sức khỏe là em cố gắng nhé. Dạ vâng, cố gắng. Em cảm ơn anh, chứ bây giờ thì cứ cố gắng từng ngày, tập luyện từng ngày thôi anh ạ. Vì sức khỏe còn trẻ, em còn trẻ thì còn có sức khỏe để tập luyện, để phát triển bản thân, còn có khả năng đi lại, có khả năng hồi phục được, thì cũng có các ông các bà cũng đã giúp đỡ cho em. Thì cũng đây cũng có anh Minh và chị Vân với chủ kênh Tiếng Gọi Tây Bắc đó, thì cũng cứu mang em, cho em ở nhiều nhà, để sau 3 tháng em đi khám về đấy, thì sau 3 tháng sau thì em lại xuống lại bệnh viện 108 để nếu mà cơ chân của em này mà nếu mà phục hồi khỏe
thì sẽ di rời cơ chân chuyển. Em bị liệt cơ chạy trước mà anh. Nhưng mà bây giờ anh Minh thấy chân của Nguyên có tiến triển nhiều không? Có chứ em. Nguyên lên nhà anh được nửa tháng rồi nhưng mà thấy em ăn uống tốt, đi lại thấy ổn định rồi, anh cũng chơi đi bơi rồi. Thấy tinh thần của Huyên mỗi một video của anh Minh đăng lên thì anh cũng vẫn xem hết video của Huyên vì để theo dõi cái quá trình phục hồi của Huyên, mong muốn làm sao mà Huyên sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Vâng, nói chung là không được 100% đâu, bác sĩ kết luận là chỉ đi lại được 85-90% nữa, như thế là cũng tuyệt vời rồi. Đấy, gọi là cũng mừng lắm rồi anh. Em rất là ngưỡng mộ anh Minh luôn. Video này em cũng xem, không bỏ qua sót video nào. Rất ngưỡng mộ cái tấm lòng của anh Minh. Mưa cũng đi mà nắng cũng đi, cứ khi nào có người khó khăn thì anh Minh đến giúp. Em cũng sẽ hy vọng là trong tương lai em sẽ cố gắng theo bước chân của anh. Rồi, cố gắng lên. Rồi. Bây giờ anh em mình xuống ăn cơm nhỉ? Bây giờ việc của anh Minh cùng Huyên xuống ăn cơm thôi. Ông Huyên ăn cơm không? Ông xuống cơm này không? Hôm nay xuống đây thì có cả gia đình anh Minh nữa, có cả chị Vân và hai đứa con của anh Minh. Xem trên clip anh Minh thì gặp cả gia đình rồi, hôm nay mới được gặp trực tiếp. À đây đây. Xuống đi Huyên. Đây đây, để không để anh phải phụ cái này cơ, cậu mới xuống được. Nhà mình đi đâu vậy anh? Huyên có ngồi được không? Có ngồi được bình thường rồi. Em ngồi được. Anh biết một em cái này còn bia ấy. Anh cái này xuống. Anh rửa chỗ đâu này? Rửa. Chưa. Chưa. Anh bỏ. Rồi để anh bỏ cái này ra. Vâng. Có ngồi có khoanh được chân không Huyên? Chưa. Chưa. Ông ơi, ông ngồi xuống đi ông. Ông ngồi xuống đi. Ngồi xuống ăn cơm đi ạ. Vâng. Cái này cháu còn bay ở chân này. Thôi, 9 tháng mới lại được ngồi với nhau đấy anh Minh ạ. Hôm chia tay anh Minh cũng ngồi ở nhà ông bà. Hôm nay hai anh em cùng gia đình lại được gặp mặt nhau, rất là vui. Trọng đừng uống bia nhé. Anh cũng bận lắm, anh cũng không có thời gian đâu. Bởi vì hành trình anh em đang giúp là giúp em Huyên. Đấy, còn hoàn cảnh của hai cháu nhỏ mồ côi nữa cơ, còn đang chuẩn bị xây nhà nữa cơ. Cũng bận lắm, không có thời gian. Thế là đợt này các cháu được nghỉ hè, anh tranh thủ thôi thì cũng lâu rồi. Thì lúc mà em mất thì mình không về viếng cho em một cái nhang ấy. Cả gia đình về cũng như là cho em Huyên về thế này luôn. Biết đây biết đó, để tư tưởng thoải mái. Đúng rồi, thấy Huyên được anh dẫn đi, thấy tinh thần có vẻ rất là tốt nhỉ. Dạ. Tinh thần... Dạ. Sao anh ngồi đây luôn đi? Nhà mình ở trên nhà anh chị coi em như này em ruột. Cái đấy khả năng hơi nhiều lá chanh chưa? Thôi kệ. Anh ăn cơm xong là nghỉ ngơi xong là lại về đêm rồi. Anh tính như vậy bởi vì nhà không ai trông ấy, cũng sợ. Đi đêm nó mát. Vì lịch trình dài quá. Cũng mất khoảng 7-8 tiếng đấy anh nhỉ. Ừ. Từ 9 giờ từ nhà xuống đây. Đúng rồi, từ 9 giờ đến tận 6 giờ. 6 giờ mình xuống đến đây. Ông là ăn cháo thôi. À vâng. Không ăn được. Không ăn đi. Ô, Vân Anh xong xẻ cái thịt lợn quay ở đây. Vân Anh để cho cháu ngồi gọn là xong em ngồi. Không, cháu ngồi đây cơ. Nó thích từ nãy về cứ theo thôi. Caramel quay góc rộng xíu cho công bà biết toàn cảnh cả nhà ăn cơm. Thôi con mời ông bà ăn cơm nhá. Vâng. Ăn cơm rồi. Con mời ông bà nhá. Con mời các anh chị nhá. Mời tất cả quý vị khán giả cùng gia đình ăn cơm ạ. Đi về luôn. Thế bây, em bung luôn. Lâu lâu em chúc sức khỏe anh nhé. Huyên lấy cơm không? Lấy cơm chưa? Lấy cơm cho nhé. Em tìm ăn cơm luôn nhé. Lái xe thì cứ phải ăn no. Hai chị em Vân Anh có uống bia không? Thôi bây giờ thì cháu Hiệp xin phép toàn thể công bà các cô chú anh chị sẽ dùng clip ở đây. Rất là mong muốn toàn thể các quý vị khán giả trên kênh của Hiệp sẽ luôn đồng hành và chia sẻ đến với tất cả những hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn và xin chào toàn thể quý vị. Thật lên à? Làm bia chứ.